Hello cả nhà, mình là Happy Studio Day ạ. Cả nhà cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Tập 4 bắt đầu tại văn phòng công tố khi Tae-chun đang làm việc thì đúng lúc đó, Jung-soo bước đến và khen ngợi những gì mà Tae-chun đã nói với phóng viên tối hôm trước. Đặc biệt là khi Song Tae đã tự ra đầu thú. Tae-chun vẫn đang cân nhắc xem có nên nhận lời đề nghị hấp dẫn của Ji-suk hay không vì rất khó có thể có được cơ hội đó thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, thỏa thuận với Em Rong cũng vô cùng béo bở và anh tin tưởng rằng mình cũng có khả năng hạ gục Ming cùng đồng bọn của ông ta. Tất nhiên điều đó đi kèm với rủi ro lớn vì nó đồng nghĩa với việc anh có thể mất đi tất cả. Cuối cùng, Tae-chun đã chọn phương án thứ hai, đặc biệt là khi anh bắt tay Eun Rong trên sân thượng và cùng nhau ngắm nhìn thành phố. Kế hoạch của Eun Rong rất táo bạo khi sẽ mua chuộc toàn bộ cơ quan công tố Hàn Quốc và tin rằng để tóm được bọn chúng, anh cần phải lấy hết số tiền của Ming và tước đi quyền lực của Ji-suk. Khi này, Tae-chun đến tiệm net và ở đó, anh gửi tài liệu mật cho Eun Rong và cảnh báo cậu của mình phải cẩn thận vì việc làm dò dỉ thông tin như thế này là phạm pháp. Khi Tae-chun tắt máy là lúc Eun Rong bắt đầu điều tra và thực hiện kế hoạch của mình. Anh gặp giám đốc Oh tại nhà và đề nghị đầu tư vào công ty của Chang Hee-un thay cho chủ tịch Ming. Anh sẽ giúp ông ta tiếp tục tham gia vào chính trường khi mà hai chiến dịch tranh cử vừa rồi ông không thể trúng cử khi hợp tác với Ming. Sau đó, Eun Rong mang ra hợp đồng mua cổ phiếu mà ông đã ký tên để thu lợi từ việc thao túng cổ phiếu. Điều này làm Chang Hee-un tức giận thế nhưng, Eun Rong nói rằng nếu hợp đồng này rơi vào tay Ji-suk thì không biết hắn ta sẽ xào nấu và thiêu sống ông như thế nào. Anh sẽ giữ bằng chứng này để nó không rơi vào tay bên công tố và đề xuất một thỏa thuận mua tất cả các mối quan hệ quan chức của ông ta. Anh muốn đào lại vụ án BlueNet liên quan đến cái chết của Hee-jin. Lúc này, Eun Rong xuất hiện với tư cách là nhân chứng và cô sẽ giúp xoay chuyển mọi thứ theo hướng có lợi dành cho họ. Tuy nhiên, Hwang Ji-suk đã hành động và quyết định tìm hiểu thêm về Hana vì cô là người đồng sở hữu quỹ đầu tư mà Eun Rong đang điều hành. Cùng lúc đó, Eun Rong đến công ty của mình để hỏi về việc chuẩn bị ngân sách chiến dịch cho giám đốc Oh. Anh nhờ cô kiểm tra xem tập tài liệu mật mà Tae-chun đã gửi vì có rất nhiều thông tin đáng tiền ở trong đó. Mặt khác, Eun Rong đến trước mộ của mẹ mình cùng với bộ trưởng Son. Ông được cho biết rằng Chang Hee-un sẽ xử lý được các thành viên trong viện công tố và nói rằng sẽ bàn việc với chủ tịch đảng ngay khi cô tự thú thì họ sẽ bắt đầu tấn công. Khi đó, Eun Rong sẽ không còn đường lui nữa và cô cũng nhận thức rõ điều đó nhưng vẫn tin rằng đây là điều đúng đắn phải làm dù phải trả cái giá như thế nào đi chăng nữa. Lúc này, Ji-suk cùng vợ tan làm và bàn chuyện chuyển cổ phiếu của cô cho con của hai người. Anh cũng cho cô biết mối quan hệ của Tae-chun với Eun Rong và sẽ loại bỏ cậu ta. Cô không thích Eun Rong và nhắc nhở chồng mình chú ý đến kỳ bầu cử sắp tới. Khi Eun Rong trở về nhà và nhìn thấy Eun Rong ở đó, anh đã chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà giúp cô. Họ cùng nhau ngồi ăn món ăn truyền thống của Mông Cổ và thảo luận về những gì đang xảy ra. Cô không hiểu tại sao mẹ mình lại không để lại lời nhắn gì cho mình và anh cho rằng Hee-jin luôn hy vọng Eun Rong sẽ sống hạnh phúc và luôn coi cô là đứa con gái bé bỏng của mình. Nhưng tất nhiên những gì mẹ cô mong muốn sẽ không thể xảy ra vì cuộc chiến sắp bắt đầu. Điều này có thể khiến Eun Rong mất đi tất cả nếu như họ thất bại nhưng anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì giờ đây đã có mục tiêu chiến đấu cho riêng mình. Khi này, Bộ trưởng Son đi dạo cùng Chủ tịch Đảng Choi Hong-ju để có thể lật lại vụ án về BlueNet. Ông không thể để lũ người của Ming làm loạn trong kỳ bầu cử này được nữa và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như mọi chuyện thất bại. Cùng lúc đó, Ming bắt giữ Kim vì dám đâm sau lưng mình. Bà cầu xin sự tha thứ nên do đó, tài sản của bà đều bị chuyển nhượng cho cấp dưới của Ming, Jin Ho, người anh em trong trại của Eun Rong. Ngày hôm sau, Eun Rong đến gặp giám đốc Oh và tin rằng thỏa thuận giữa hai người sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, anh đã bị người của Ming theo dõi trong khi Eun Rong đang viết đơn xin xuất ngũ. Đồng thời, Ji-suk chất vấn Tae-chun về Eun Rong ngay sau khi anh kết thúc vụ án của Song Tae. Về phần Hana, cô nhắn tin cho Eun Rong để báo cho anh biết ban giám sát tài chính đã đến công ty họ để kiểm tra. Tất cả những điều này đều liên quan đến việc ngay khi Eun Rong trở về Hàn Quốc đã lập tức mua vào cổ phiếu của ngân hàng Graham E, đối tượng mà cháu của mình đang phụ trách. Tae-chun bị Ji-suk buộc tội sử dụng thông tin nội bộ để vụ lợi. Không chỉ bị loại bỏ ngay lập tức với tư cách công tố viên, mà Ji-suk còn nhắc nhở rằng hắn ta sẽ hạ gục anh chưa đến một tuần và chế nhạo Tae-chun đã sử dụng bộ não một cách ngu ngốc để rồi tự hủy hoại cuộc đời của mình. Cùng lúc đó, công ty của Eun Rong đã bị thu toàn bộ tài liệu và anh đang cắt đuôi lũ người phía sau. Thế nhưng, anh phải đối mặt với ba người mà Ming cử đến trong thang máy và khi cố gắng chạy đến bãi đậu xe, anh bị chiếc xe của Jin Ho đâm phải và bất tỉnh trong khi Tae-chun cố gắng gọi cho cậu của mình nhưng không thể nào liên lạc được. Đội thanh tra đến tịch thu hết tài liệu trong văn phòng của Tae-chun trong khi Ming đã cử người của mình đưa Eun Rong đến khu rừng vắng, nơi anh bị chôn sống dưới sự quan sát của Ming qua FaceTime. Khi này, Jung-soo cùng Ji-suk theo dõi buổi thẩm vấn của nghị sĩ Park và cũng nói về việc Tae-chun đã bị loại bỏ.
nghị sĩ Bắc giờ đây cũng đã hết giá trị lợi dụng và hết hy vọng ở nhiệm kỳ sau. Nhờ cuộc điều tra hiện tại mà tỷ lệ ủng hộ đảng của Bộ trưởng Son đã tăng, vậy nên cuộc họp báo của ông bị hủy bỏ. Mọi thứ đều đang bất lợi với Jun Jong và cô nhận ra rằng giám đốc Oh cũng chỉ giả vờ hợp tác với Eun Jong chứ không hề phản bội Myung. Ông ta với quyền lực trong tay đã có tất cả thông tin để che đậy mọi thứ có hại cho mình, bao gồm cả việc lấy được hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu của Oh cũng như giải quyết tình hình ở khu vực Jongja. Thế nhưng, Chang Hyun vẫn chưa thật sự hài lòng với những câu nói của Myung nên đã dùng thìa đập vào đầu ông ta nhiều lần. Oh cảnh báo Myung phải đảm bảo cuộc bầu cử lần này bắt buộc phải đắc cử chứ không được thất bại giống như hai lần trước nữa. Rốt cuộc thì Jin Ho đã không xuống tay chôn sống Eun Jong mà đã đưa anh đến sân bay. Anh cảm ơn Eun Jong đã chăm sóc cho bà của mình trong thời gian anh ngồi tù và chỉ có thể giúp anh được như thế này mà thôi. Nếu Eun Jong còn quay trở lại Hàn Quốc thì cả hai sẽ tiêu đời. Tuy nhiên, Eun Jong từ chối và cố gắng thuyết phục Jin Ho về phe của mình. Thế nhưng, anh nhận thấy những vết tiêm trên khắp cánh tay của Jin Ho và bàng hoàng nhận ra rằng người anh em của mình lại sử dụng ma túy. Eun Jong biết rằng Jin Ho không thắt dây an toàn và vì vậy, anh đã cố gắng tranh lấy tay lái và gây ra một vụ va chạm lớn khiến người bạn của mình bất tỉnh. Đó là cơ hội hoàn hảo dành cho Eun Jong, người đã trốn thoát sau khi gọi điện cho 911 để cấp cứu cho Jin Ho. Sau tất cả, bộ ba đã tập hợp lại tại phòng khám và vào đêm hôm đó, họ biết rằng đảng đối lập đã rút lui và Ji-suk bắt đầu dồn ép cả ba đúng phong cách của Myung. Khi này, Hana đến gặp nghị sĩ Park theo lệnh của Eun Jong để đề nghị hợp tác cùng nhau tiêu diệt kẻ thù chung. Tuy ông ta là tên rác rưởi, thế nhưng Park vẫn là một lá bài tốt nếu biết tận dụng và đúng lúc đó, Hana xuất hiện trong nhà Eun Jong, người sẽ tham gia vào kế hoạch của họ. Eun Jong đã mang ra mồi câu để nhử Myung bằng cách tìm ra thông tin đáng tiền ở trong tập tài liệu mật mà Taechun đã gửi. Khi này, Myung đã cắn câu và muốn dùng bằng sáng chế của BlueNet để kiếm tiền theo kế hoạch đã ghi ở bên trong tập tài liệu lấy được từ tay Eun Jong. Ngày hôm sau, khi đang ngồi ăn trưa cùng Sang Il, Taechun được thông báo rằng cá voi đã cắn câu khi luật sư Na đã lấy được bằng sáng chế của BlueNet từ ban giám sát tài chính. Khi này, Myung cũng được thông báo về vụ tai nạn của Ji Ho và cảm thấy có điều gì đó rất đáng ngờ. Khi vui vẻ lên xe ra về, luật sư Na bị Sang Il bắt giữ với tài liệu phạm pháp trên xe trong khi Jun Jong tổ chức một cuộc họp báo và thú nhận rằng chính mình cũng là tòng phạm trong vụ án hối lộ và thao túng liên quan đến cái chết của mẹ mình. Cô công khai gọi Ji-suk là đồng phạm của mình và hỏi rằng đối với anh ta, công lý là gì? Tập 4 đến đây là kết thúc. Cùng Happy Studio tiếp tục theo dõi nha. Chúc cả nhà vui vẻ và may mắn. Tạm biệt.